Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với giờ học của Dũng Money. Hôm nay là giờ học đầu tiên đúng không nào? Ngày giờ học đầu tiên thì không có gì cả. Chúng ta sẽ mình xin được giới thiệu với các bạn thì một chút về Nhật Bản và giới thiệu về bảng chữ cái cho tất cả các bạn. Được chưa nhỉ? Vâng. Ok. Sau đây mình xin được giới thiệu một chút về bản thân mình. Mình là Dũng. Mình sinh năm 1985 và mình đã đi Nhật du học 6 năm. Và ngồi ở đây là có 3 bạn học viên đại diện cho tất cả chúng ta. Đấy nhở? Bây giờ mình sẽ hỏi một chút về các bạn. Chị đầu tiên nào, xin mời bạn nào. Xin chào thầy, chào mọi người. Mình tên là Thúy. Mình sinh năm 2000. Mình đi từ Nam Định. Mục đích của mình học tiếng Nhật là mình muốn đi du học. À, bạn Thúy đúng không nào? Bạn Thúy vì lý do là sẽ đi du học nên là học tiếng Nhật. Ok, tiếp theo nào. Xin chào thầy, xin chào các bạn. Mình là Tú, mình sinh năm 2000. Mình học tiếng Nhật để mình muốn biết thêm một ngôn ngữ mới và giúp ích cho công việc sau này. Tức là gì à? Tương lai thì sẽ làm một công ty Nhật nào đó hoặc là sang Nhật làm đúng không? Hy vọng thế ạ. Tiếp theo nào. Xin chào thầy, xin chào các bạn. Mình tên là Nhung. Mình năm nay 20 tuổi và mình đến từ Phú Thọ. Mình học tiếng Nhật vì mục đích là mình rất yêu thích nền văn hóa của Nhật Bản. Vậy thôi ạ. Ok, rất yêu thích Nhật Bản đúng không? Yêu thích nhất cái gì nào? Em yêu thích nhất hoa anh đào ạ. Hoa anh đào à? Ok, sau này sang Nhật sẽ được ngắm hoa anh đào. Như thế nào? Ok, vậy thì chúng ta đi vào bài học luôn nhá. Ok, nói đến Nhật Bản này thì các bạn liên tưởng đến gì nhỉ? Chúng ta em nào? Nhật Bản có hoa anh đào. Là hoa anh đào vừa nói rồi đúng không nào? Ngoài ra còn gì không? Vậy còn núi Phú Sĩ ạ. Núi Phú Sĩ à? Núi Phú Sĩ, hoa anh đào đúng không nào? Rồi, hai thứ gì ạ? Biểu tượng của Nhật Bản đúng không? Hoa anh đào và núi Phú Sĩ. Còn gì nữa nào? Em nhớ Nhật Bản vì có sushi và có rất nhiều hải sản ngon như tôm, cua. Hải sản đâu có. Ok, sushi đúng không? Sushi rất là ngon đúng không? Sushi nhé. Hay là món sashimi đúng không? Món sashimi là món cá sống á, đúng không? Những món ăn sống ở Nhật Bản đó. Tuy nhiên mình ở bên Nhật 6 năm rồi vẫn chưa ăn được món sashimi đấy. Khó ăn quá. Ok, tiếp theo nào. Em nghĩ đến kimono ạ. Kimono à? Ok. Đã mặc kimono bao giờ chưa? Chưa đúng không? Chỉ được nhìn thấy rồi đúng không? Hy vọng sẽ có một gì nào nó sẽ được mặc kimono đúng không? Vâng. Ok, một chút về Nhật Bản như vậy. Các bạn đã nói về Nhật Bản khá là đầy đủ rồi đúng không? Đây là gì nhỉ? Đây là núi Phú Sĩ. Ok, tiếp theo này. Sau đây mình xin được giới thiệu về bốn mùa của Nhật Bản. Đây là một bức tranh về phong cảnh của Nhật Bản vào mùa xuân khi mà hoa anh đào nở. Hoa anh đào người ta còn gọi là sakura nhỉ? Sakura đấy. Khi mà mình mới sang Nhật á thì mình đến một nơi gì nhỉ, một nơi mà ngay bên cạnh chỗ mình sống sẽ có một dòng sông và hai bên dòng sông sẽ là gì nhỉ, hai hàng cây hoa anh đào đẹp như bức tranh này, y hệt luôn. Ok. Hy vọng là Thúy sau này sẽ được sang và sẽ được đi dạo hay bờ sông này. Vâng. Các bạn kia hãy cố gắng nhé. Tú này, Nhung này, như nào, rất là đẹp. Tiếp theo này, đây là mùa thu, mùa hạ của Nhật Bản, được chưa? Mùa hạ của Nhật Bản, trời rất là trong xanh. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều hoa, hoa nở rất là đẹp. Đây là một bức tranh ở trên Hokkaido, được chưa? Thực ra ở Tokyo hay là bất cứ nơi đâu thì hoa nở đẹp như thế này vào mùa hè. Ok, chúng ta cứ đi đến công viên là có những cái đồi hoa như thế này. Ok. Tiếp theo này, đây là mùa thu. Đây là cây gì nhỉ? Tú. Cây lá đỏ. Cây lá đỏ đúng rồi. Ai biết tên gọi khác không hả? Cây này đâu? Cây momiji. Momiji. Momiji đấy, cây lá đỏ. Ở đâu cũng có luôn. Rất là đẹp. Hay, ngoài ra còn có cây lá vàng. Cây lá vàng nhé, đẹp không? Có rất là nhiều, chỗ nào cũng có nhỉ. Chỗ thầy sống lúc mới sang Nhật ạ, hai bên đường hàng cây cũng y hệt như thế này thôi, trải dài. Okay. Gọi là cây Icho. Tiếp theo này, đến mùa đông nhé. Mùa đông, đây là một cảnh tượng rất là đẹp của Nhật Bản này nhé. Đây là những ngôi nhà cổ từ ngày xưa rồi đúng không? Tuy nhiên ở các thành phố lớn ấy, vào mùa đông á thì người ta trang trí rất là nhiều đèn lấp lánh, sáng lấp lánh luôn. Cả thành phố sáng rực hết cả lên. Tức là đi đâu chúng ta có thể được ngắm cảnh đây. Ok. Hay, đây là bản đồ của Nhật Bản đấy. Thầy ơi. Dạ vâng. Gì đấy? Thầy có thể cho em biết về diện tích và dân số của Nhật Bản được không? Diện tích gì ạ? Ok, diện tích Nhật Bản sẽ là chúng ta sẽ đi về dân số diện tích đúng không? Dân số Nhật Bản thì sẽ là gì ạ? 130 triệu người. Ok, Việt Nam là bao nhiêu nhỉ?
90 triệu người, đúng không nào? Ok, diện tích của Nhật Bản sẽ là 378.000 km². Ok, 378. Việt Nam là bao nhiêu? 331.000. Ôi giỏi đấy nhỉ, đó, đúng không? Các bạn thấy bạn trả lời đúng không? 331.000 km², chính xác. Ok, và đây mình xin được giới thiệu về gì nhỉ? Các hòn đảo của Nhật Bản. Hòn đảo của Nhật Bản thì có 4 hòn đảo lớn nhá. Bạn để ý. Thứ nhất, hòn đảo lớn nhất đó là hòn đảo Honshu. Đây, cắt từ đây. Honshu nhé. Hòn đảo lớn nhất. Honshu, đúng không? Honshu nhé. Honshu. Đấy chứ nào? Honshu. Hòn đảo thứ hai đó là hòn đảo gì nhỉ? Hokkaido nhé. Ở bên trên này các bạn nhìn thấy một tí đây. Đây là Hokkaido. Đây có chữ Hán đây. Hokkaido nghe quen tai rồi đúng không nào? Hokkaido nhé. Tiếp theo đó là gì nhỉ? Kyushu. Đây này gọi là Kyushu được nhé. Kyushu. Đấy nhỉ? Cả đó là Kyushu. Kyushu. Honshu. Honshu. Hokkaido. Hokkaido. Hokkaido nhé. Kyushu thì có thêm phần này nữa, đó là phần đảo Okinawa. Ở dưới này nó chảy dài ở đây nhé. Nhưng mà gì nhỉ? Nó dài quá nên là người ta cho đến phần góc này. Được chưa? Hay. Cuối cùng là gì đây? Shikoku. Hả? Shikoku. Đảo Shikoku. Được chưa? Shikoku. Quá đảo Shikoku. 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 Ok, được chưa nào? Hay. Ok. Vậy là Tú hiểu chưa? Về dân số và diện tích Nhật Bản chưa? Hiểu. Ok. Hay, phần tiếp theo đó là phần gì nhỉ? Chào hỏi. Chào hỏi. Ai biết chào hỏi về trong tiếng Nhật chưa nhỉ? À, thầy ơi, hôm nọ em có xem clip của thầy với thầy gì nhỉ? Thầy Trọng Trọng à? À, vâng ạ. Thầy Nghĩa Samurai. Vâng ạ. Ừ, giới thiệu về mấy câu hỏi chào hỏi. Đây, có phải clip này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi ạ. Ừ, có phải có giống Nhật đây đúng không? Vâng. Ok. Vậy là chắc là cũng biết mấy câu này rồi đúng không? Biết sơ sơ. Ok, các bạn nhá, nếu mà các bạn muốn học nhiều hơn những cái từ vựng ở đây thì các bạn có thể xem clip này. Được chưa? Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu chào hỏi cơ bản tiếng Nhật. Được chưa? Ok, search trên YouTube là sẽ ra clip này ngay. Ok, nếu mà hai bạn nhá, bạn này xem rồi thì về xem lại. Hai bạn này muốn xem tiếp thì gì nhỉ? Về search clip này ra nhá. Ok. Và ở đây thì mình chỉ dạy một vài câu hỏi để sử dụng trong lớp thôi. Được chưa? Sau này mình sẽ dạy nhiều hơn nữa. Thế nào? Vâng. Ok, ngay sau đây chúng ta sẽ thực hành. Được chưa nhỉ? Vâng. Ở đây có 1, 2, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. Đây là chào buổi sáng, chào buổi trưa và chào buổi tối. Thì giống như tiếng Anh á. Các bạn cứ tưởng tượng như thế được. Được chưa? Còn ở bên phần ngắn hơn này. Ohio này. Ok, Ohio là dùng cho bạn bè. Được chưa? Các bạn đặt nào. Ohio. 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 Trong tiếng Nhật thì người ta sẽ có âm yo này, được chưa? Âm yo và âm ha này. Nhưng mà gì nhỉ? Chữ ha và chữ yo nó ghép vào nhau nên đọc là hay luôn. Được chưa? Ohio. Đọc nhanh nào. Ohio. 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 Được chưa? Ở đằng sau, đây là bạn bè dùng cho nhau, được chưa? Vâng. Tiếp theo là gì nhỉ? Gozaimasu. Gozaimasu. Thêm vào Ohio, gozaimasu. Được chưa nhỉ? Cũng có thể chào bạn bè hay là gì nhỉ? Chào thầy cô giáo hay là chào người lớn tuổi. Được chưa? Cả lớp đọc nào. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Được chưa? Ohayo gozaimasu nhé. Nào, Thúy đọc thử nào. Ohayo gozaimasu. Tú. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ok, ohayo gozaimasu. Tiếp theo. Konnichiwa. 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 Ở đây bây giờ ở đây các bạn có 3 người nên là mình bảo các bạn đồng thanh đọc nào, ví dụ trong tiếng Việt Nam thế này. 2 3 đúng không? Thì bên Nhật sẽ là gì nhỉ? Seno, đúng từ này. Seno. Được chưa? Khi mà mình nói seno tức là 2 3. Được chưa nào? Hay. Konnichiwa, seno. Konnichiwa. Ok. Tiếp theo. Konbanwa. 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 Được chưa nhỉ? Hay. Thúy đọc này ạ. Konnichiwa. Konnichiwa. Đúng là bạn mà ngoa nói bình thường á. Konnichiwa. 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 Ok, konnichiwa. Tú. Konnichiwa. Konnichiwa. Ok. Nhung. Konnichiwa. Tiếp. Konbanwa. Konbanwa. Tú nào. Konbanwa. Ok. Konbanwa. Ok, konbanwa. Có đọc được chưa? Hai, mình đọc lần lần nhá. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Ok. Tiếp theo.
Sensei là thầy giáo, được chưa? Ví dụ muốn chào thầy giáo nhỉ? Sensei, ohayou gozaimasu. Sensei, konnichiwa. Sensei, konbanwa. Được chưa nào? Các bạn thầy chào mình nào. Chào cái gì cũng được. Sensei, ohayou gozaimasu. Sensei, konnichiwa. Sensei, konbanwa. Konbanwa, minasan, konbanwa. Minasan, konnichiwa. Minasan, ohayou gozaimasu. Chúng ta học thêm một từ đó là minasan, đúng không? Sensei là thầy, đúng không? Có từ là mina. Minasan. Ở đây đọc à? Minasan. Minasan. Ok, minasan. Minasan ở đây là gì ạ? Everybody, là mọi người, được chưa? Đây, mọi người chào mình, mình chào tất cả mọi người. Minasan. Minasan ohayou gozaimasu. Minasan konnichiwa. Con nói lại từ này cho mình. Minasan. 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 Như kiểu là sang sang, đi đổ sang, đúng không ạ? Minasan, đúng không ạ? À, vậy, ở bên dưới này, có chữ sang đây này. San đây, viết là san thôi nhưng mà đọc là sang, sang. Đấy chưa nhỉ? Tên người cộng với sang thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Anh chị gì đó. Ví dụ anh Tú này, chị Nhung này. Đấy chưa nhỉ? Chị Thúy này. Đấy chưa nhỉ? Nhưng mà chúng ta đọc tên người không thì đọc Nhung, Tú. Thì nó nhiều tiếng Việt là Nhung này. Nhung thì thế. Thì nó hơi không được lịch sự cho lắm. Thế nào? Thế là chúng ta phải thêm sang vào. Đấy chưa nào? Rồi. Các bạn đọc sang. 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 Thúy sang. Thúy sang. Thúy sang. Tu sang. Tu sang. Nhung sang. Nhung sang. Sau này mình sẽ dạy các bạn cách phát âm tên của mình trong tiếng Nhật. Nhưng mà khi nào chúng ta học xong bằng chữ katakana thì chúng ta học cái đấy nhá. Ok. Hai. Cuối cùng là gì nhỉ? Sau khi kết thúc buổi học thì các bạn sẽ nói câu này với thầy cô là sensei, đúng không? Sensei, arigatou gozaimashita. Được nhỉ? Ở đây có từ masita này. Masita. Yeah. Masita gì nhỉ? Đó là thẻ quá khứ, thế là bởi vì buổi học hôm nay hết rồi nên chúng ta dùng thẻ quá khứ. Còn đâu bình thường chúng ta có thể dùng là gozaimasu. Bỏ chữ sita đi và chúng ta sẽ thêm một từ là masu. Được chưa? Masita là gì nhỉ? Quá khứ. Được chưa? Còn bình thường em cảm ơn arigato gozaimasu. Được chưa? Mas. Được chưa? Bây giờ mình sẽ dạy các bạn từ đầu nhá. Ví dụ nếu mà bạn bè thì chúng ta chỉ cần ngắn này thôi. Arigato. 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 Như là bánh carito đúng không? Arigato rồi nhé. Tiếp theo. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hay quá khứ nhá. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Master. 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 Okay. 先生. 先生. ありがとう ございました. ありがとう ございました. Okay. Anh hiểu chưa? Rồi. Hi, 先生. ありがとう ございました. Hi. Nhắc lại lần nữa nha. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. 先生. Cả lớp đọc 先生. 先生. Okay. 皆さん. 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 San. San. Ok. Arigato. 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 Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Được chưa? Được. Cắt đầu. Mas. Mas. Master. Master. Mas. 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 Master. Master. Ok. Hoàn toàn đúng nào? Hai. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu bằng chữ cái. Được chưa nào? Giới thiệu về bằng chữ cái. Nhìn thấy, mắt nhìn thấy, chữ Nhật đẹp không? Nhìn nó hơi lòng bằng tí thôi đúng không? Nhưng mà thì sau khi chúng ta học được rồi thì nhìn nhỉ? Nó rất là đơn giản thôi, quá là đơn giản. Nhìn cái câu này có nghĩa là gì nhỉ? Tôi là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam và chúng ta sẽ phải học chữ Hán. Ok, chữ Hán người ta đọc là kanji nhá. Đây này, chữ màu trắng này, màu trắng đúng không? Đây là kanji, đây là kanji, thấy chưa? Đây là tôi. Đây là tôi, đây là người. Đây là tôi thì ông viết là tư này. Còn thì người có nghĩa là nhân này. Ông viết là nhân này. Ok. Đây là kanji này. Tiếp theo, hiragana. Hiragana. Hiragana là một chữ màu vàng này. Được chưa nào? Hiragana. Các đọc hiragana. Hiragana. Ok. Kanji. Kanji. Ok. Tiếp theo là gì nhỉ? Katakana. 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 Được chưa? Ok. Vậy thì vì sao chúng ta phải học những cái chữ này? Thứ nhất này, chữ kanji này. Hầu hết trong sách báo hay là trong văn bản đấy nhỉ?
nó là người Nhật Bản. Thế chữ kanji hầu hết là nó chiếm 70 đến 80% cơ. Vì thế chúng ta phải học chữ kanji này để đọc sách đọc báo được. Được chưa nào? Ok, tiếp theo là chữ gì nhỉ? Hiragana này, hay còn gọi là chữ mềm nhé. Đấy, chữ mềm. Bạn nhớ cho mình, hiragana hay còn gọi là chữ mềm. Được chưa? Chữ mềm. Chữ mềm dùng để làm gì đây? Đây là ghi nói này, phát âm này, hay là gì nhỉ? Sau này chúng ta viết chữ kanji nhưng mà chúng ta vẫn dùng chữ hiragana để đọc chữ kanji đấy. Được chưa? Hai. Này, đây là gì nhỉ? Bắt đầu tiên thì chúng ta sẽ học chữ hiragana này. Thế nào? Tiếp theo là gì đây? Chữ katakana dùng để phiên âm từ ngoại lai. Phiên âm từ ngoại lai là gì? Nói hiểu không Tú? Có thể là những từ nước ngoài, những tiếng Anh hoặc là những tiếng mà tiếng Nhật không có. À, chính xác rồi, từ ngoại lai, ngoại từ bên ngoài vào, đúng không? Ngoại lai đấy. Chính xác đấy, đó là tên đất nước này, đúng không? Hay là tên những món ăn này, tên địa điểm này. Tên mình nữa. Tên mình này, đúng không? Tên người nước ngoài thì dùng chữ katakana này. Thấy chưa nào? Rất là nhiều. Ok. Con hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Ok. Ngoài ra còn có một chữ nữa là chữ romaji. 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 Thường người ngoại quốc thì sẽ học chữ romaji này dùng để đánh văn bản đấy. Yeah. Khi mà chúng ta viết chữ, chữ hiragana này, chúng ta gõ trên bàn phím y hệt như này, nó hiragana. Đây là chữ romaji nhé. Chính những chữ này là chữ romaji. Hay là trong văn bản của Nhật Bản có những danh từ riêng, tên công ty ấy. Chẳng hạn như là chúng ta có một từ, đó là từ này chẳng hạn. JR là tên một tuyến tàu của Nhật Bản, đúng không? Một tuyến tàu của Nhật Bản thì người ta viết chữ romaji này. Được chưa nhỉ? Các hiểu chưa? Ừ. Đấy. Đấy, bằng chữ cái của Nhật Bản như thế. Và ban đầu chúng ta sẽ học hiragana. Sau đấy chúng ta sẽ học katakana. Đấy nhỉ? Xong thì chúng ta sẽ bước vào những bài học đầu tiên. Được nhỉ? Học từ vựng, học ngữ pháp. Được chưa nào? Thầy ơi, thầy có thể giới thiểu bảng chữ cái cụ thể cho em được không ạ? À, chữ cái bảng hiragana trước nhá. Ok, được rồi. Tạm thời mình sẽ giới thiệu cho các bạn bảng chữ cái hiragana như thế nào. Đây là bảng chữ cái hiragana. Ui, nhiều thế. Nhìn có vẻ rất là nhiều đúng không? Chúng ta thử đếm xem có bao nhiêu chữ nhá. Ok, chúng ta sẽ theo hàng lên này. Đây hàng, 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa nhỉ? 5 này nhé. Tiếp theo, cột thì có 2, 4, 6, 8. Đây, bỏ chữ 3 dòng này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 là 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 chữ. Nhiều chữ hết. 46 chữ. Người nào giỏi hết chỉ cần 2-3 tiếng là thuộc. Đó. Nhưng mà hơi thiên tài một tí thì thôi chúng ta kén thiên tài thì chúng ta cố gắng học trong một ngày thuộc là được rồi. Ok, cố gắng học trong một ngày nhá. Và mình sẽ có những cái bí quyết để học thuộc chữ cái này một cách rất là nhanh. Nên các bạn cứ yên tâm. Ok. Hai. Đây này. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn phát âm qua một chút từ nhá. Ok. Này. Đây là chữ gì đây? Chữ A đúng không? Nhưng mà gì nhỉ? Nó phát âm hơi trùng, hơi âm nặng xuống một tí đi. A. Thế nào? Hai. Nếu mà chúng ta nói này A I U E O thì nó giống tiếng Việt quá. A I U E O thì giống tiếng Việt đúng không? Thì chúng ta phải phát âm làm sao cho chuẩn. Thế nhỉ? Chuẩn tiếng Nhật nhé. A. Nhiều đi kia nhỉ. Y thì nó nặng quá như vậy chuyện này. Y được không? Y. Ok. Ư. Âm ư tiếng Việt Nam sẽ phát âm như nào nhỉ? Ư. Ư đúng không? Ư thế chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ bành miệng ra hết cỡ. Hết cỡ là ư đúng không? Ư. Nhưng đây thì nhỉ? Chúng ta chỉ bành vừa một tí thôi. Ư. Ư. Được chưa? Ư được nhé. U thì tròn mồn đúng không? Ư. Nhưng mà sẽ là ư. Các đọc là ư. Ư. E. 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 O. 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 Nó làm lần nhá. A. A. I. I. Ư. Ư. E. E. O. O. Thế chứ nào? Thúy thử ba lần nào. A. Là A rồi. A. 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 I. Ư. E. O. Vẫn bị lẫn giọng tiếng Việt đấy. Đúng không nào? A. I. Ư. E. O. À, đúng, hơi khá hơn tiếng không? Nhung nào? A. I. Ư. E. O. Ừ. Đang thời về, các bạn luyện thêm nhé. A. 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 I. 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 Ư. 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 Ư.
E-E-E-E-O-O-O Các bạn khi mà các bạn chuẩn chuẩn bản chữ cái này, khi mà các bạn đọc một từ mới thì nó sẽ chuẩn luôn. Đây nhỉ, ví dụ như nhỉ, aoi chẳng hạn, aoi không phải là aoi, aoi tiếng Việt mà là gì, aoi thấy nhá. Ví dụ như a này, chữ o này, chữ i này sẽ đọc là aoi này. Đây những từ vựng thì chúng ta sẽ ghép y hệt như thế này, dùng những chữ từ chữ này để ghép thành từ vựng. Được chưa? Ok. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có một từ, nó là từ gì? Chữ này gì đây? Ca. Thằng ca đúng không? Ca. 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 Chữ này gì? Ki. Ki đúng không? Ca, ki, cư, kè, cộ. Được chưa? Ví dụ, ca, ki. Ca, ki là quả hồng. Nói dễ thì nó... Tiếp theo này. Ca, ca sạ. Ca sạ. Đấy, từ ca sạ. Ca sạ là cái ô ấy. Đấy, cứ ghép từ vào thôi là được. Đấy, nhỉ? Ok. Thôi. Đây là bảng chữ cái của chúng ta, được chưa? Và buổi sau thì chúng ta sẽ học đây, ai yêu quay cơ sản xuất dễ dỗ, được chưa? Ba hàng này, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ học ba hàng này và cuối cùng chúng ta sẽ học từ nốt bốn hàng này. Ok. Đây, chúng ta sau khi bài học đầu tiên kết thúc đúng không? Chúng ta sẽ còn một buổi, hai buổi, ba buổi để học thuộc bảng chữ cái này đấy. Ok. Chúng ta chia nhỏ ra. Nhưng mà gì, nếu mà các bạn học học hộp một lúc thôi là xong, học hết một tiếng là xong á, thế nào? Ok hay à, được chưa nhỉ? Ok thầy ơi, cho em hỏi những cái này thì mình học trong sách nào vậy? Học trong sách à? Ừ, được rồi, bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn sách nhé. Đầu tiên chúng ta học bảng chữ cái thì chúng ta sẽ có sách này, nhìn nhỉ, các nhìn thấy rõ chưa? Sách tự học hiragana và katakana. Sách này thì trên thị trường bán rất là nhiều, các bạn chỉ việc lên Google search ra là ra được, nhớ chưa? Nhìn thấy cuốn bìa như thế này là các bạn mua về thôi. Được chưa nào? Trong này nó có hướng dẫn cụ thể cách viết này, có cả tiếng Việt trong này nữa, người ta sẽ thích. Được chưa nào? Ok. Thứ nhất, sau khi học xong thì nhỏ bạn chữ cái hiragana và katakana này rồi thì mình sẽ phụ trách phần từ vựng. Mình mới thầy nghĩa chọc đầu á, samurai á, cũng nghĩa làm sao để cho các bạn thuộc từ vựng nhanh nhất, được chưa? Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học ngữ pháp. Và sau khi có từ vựng rồi chúng ta học ngữ pháp và hội thoại ngay lập tức được. Thế nào? Hay về ngữ pháp thì chúng ta sẽ học cuốn sách gì? Ở đây có hai cuốn sách này. Ok. Cuốn sách. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn, trên bảng này cũng có hai cuốn sách nữa. Đây là cuốn sách gì nhỉ? Minano Nihongo này. Minano. Trên đây có gì có nhìn thấy không? Minano Nihongo. Minna. Minna là tất cả. Đấy chưa? Minna là tất cả. Khác vậy Minasan rồi nhé. Nếu mà bỏ một chữ un ở đây đi sẽ còn Minasan rồi nhé. Nhưng mà Minna ở đây có nghĩa là tất cả. Nè. Nihongo. Nihongo là tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì nhỉ? Cho tất cả. Cho tất cả mọi người đấy. Nhưng cho tất cả mọi người. Bắt đầu. Minna. Minna. Minano. Minano. Minano Nihongo. Minano Nihongo. No ở đây nó chỉ nối ra hai thành từ thôi nhé. Ok. Bạn nhớ cho mình chữ Nihongo là tiếng Nhật nhé. Ok. Nhưng một tiếng Nhật, được chưa? Đây là cuốn sách gì nhỉ? Cuốn sách cũ, được chưa? Còn sau khi tái bản thì nó hình sách sẽ như thế này, được nhỉ? Hay. Sách Minano Nihongo thì nó có hai cuốn, các bạn nhìn thấy không? Số 1 này là mã 1 và mã 2 này, được chưa nào? Ok. Ok. Còn đây là cuốn 1. Sau khi học hoàn bản cái, chúng ta sẽ học là 5 và chúng ta sẽ học cuốn gì nhỉ? Cuốn 1 này, được chưa nhỉ? Ok, cuốn 1. Các bạn nhớ mua cuốn tái bản này nhé. Tuy nhiên thì ở một số trường học người ta vẫn dạy cuốn sách cũ này. Thì sách nặng được nó tái bản nó hơi khác một tí thôi. Nhưng mà cố gắng học theo sách này nhé. Ok. Ngoài ra để chúng ta có thể tự học được thì chúng ta sẽ có một cuốn sách gọi là cuốn sách hướng dẫn. Hướng dẫn học cái cuốn sách này bằng tiếng Việt đấy. Ok. Các bạn nhìn thấy chưa? Hay. Đây. Ok. Đây cái cuốn này có tên là gì đây? Tiếng Nhật sơ cấp 1 này. Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt này. Nhá. Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt. Được chưa nào? Rồi. Ok. Đây, cho các bạn xem. Được nào? Đấy. Cuốn này thì nhỉ? Cứ ra các hiệu sách ở các trường đại học lớn á, đại học mà có chuyên ngành ngôn ngữ, chuyên ngành ngôn ngữ Nhật đấy. Chẳng hạn như là Đại học Quốc gia Hà Nội này, rồi thì Đại học Hà Nội này. Được chưa nhỉ? Vâng. Thì sẽ có bán. Được chưa? Ok. Ok. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Minasan, arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita.
Có phải lên lại một tí không? Có. Ờ, đúng rồi, ok, lên lại từ đấy nhá. Đấy rồi, được chưa? Các bạn, Sensei. Arigato. Gozaimashita. Minasan, arigato gozaimashita. Sensei, arigato gozaimashita. Minasan, arigato. Arigato gozaimashita. Chào mọi người đi nào. Arigato gozaimashita. Thầy Tao ạ, arigato gozaimashita. Minasan, arigato gozaimashita. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới nha. Bye bye.